Cô ta gieo gió thì phải gặp bão. Từ trước đến nay cô ta luôn tìm cách để chơi xấu bọn em. Ngày hôm nay em phải cho cô ta đo ván. Có giỏi thì sống chết với bọn này một phen. Cô dạy cô vào đây. Hả? Tôi sợ cô hả? Tôi sợ cô hả? Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. À, chị Mai Lan. Ngắm rượu rồi phải không? Đây nè. Khổ ghê, nào tôi cũng phải lo chứ. Mặc cái áo này vô cho đỡ lạnh. Tối nay tôi đưa về. Không thôi là ngủ dĩa hè đó biết chưa. Quý hóa quá. Hóa ra anh cũng biết quan tâm đến tôi cái đấy. Đưa về kiểu anh đến cửa nhà anh quẳng tôi như bao gạo xong anh phóng bù đi thế. Ừ, cái bao tải gạo mà mùa lũ cũng quý lắm. Mặc dù tôi đang khó chịu cái bao tải này nè, nhưng mà tôi vẫn phải lo. Mặc vô. Tối nay tôi đưa về. Về thì về. Mấy chị, em không biết mấy chị nghĩ sao chứ em thấy là mình không thể nào mà để cho Huyền Diệu chịu đựng mình vậy được. Thì đúng rồi, tôi đang tìm cách mà chưa ra cách gì đây nè. Em nghĩ là... Bà Hương, vậy. Bà đưa cho tôi cuốn danh bạ điện thoại của Huyền Diệu đi. Thì làm gì? Thì cứ đưa đây rồi tôi nói cho bà biết. Chờ em chút nha. Về. Con Hương nó xỉn rồi đó. Em đưa nó về nghe, chăm sóc nó nghe. Tánh cái này chị biết á, mỗi lần mà nhậu vô rồi đó là đi cả đêm đó, mèo hoang đó. Cái điều đó em biết chị. Mấy cô này nè, có rượu vô mà không ngã vô đàn ông mới là lạ đó. Nói vậy mà nghe được. Đúng hả? Vâng anh ạ. Thì cũng may là tối hôm nay có một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng mà nó sẽ hoàn hảo hơn á nếu như mà anh lo cho em vay được cái số tiền đó. Ừ. À không sao đâu. Anh cứ nói chuyện điện thoại đi, cứ nói thoải mái đi, không sợ tốn tiền đâu. Ừ. Ồ, vậy hả? Ừ. Thôi bây giờ em cũng về tới nhà rồi. Thôi để em vào nhà xong rồi em điện thoại lại cho anh nhá. Em sẽ nói chuyện sau. Ừ. Rồi thế ha. Ừ, rồi, bye bye anh. Dạ, dạ. Nè. Phương Kim. Ừ? Em thấy buổi tối hôm nay sao? Ờ, cũng được. Này, ngày mai mấy giờ anh tới đón tôi đi làm đấy? Ờ, 7 giờ nha. Đúng 7 giờ nha. Tôi không có muốn đi làm muộn đâu á. Mất công Mai Lan lại cằn nhằn tôi đó. Được rồi, anh sẽ có mặt đúng chỗ này 6:30. Yên tâm đi. Ok, hy vọng là vậy. Rồi, tôi đi nè. Phương Kim nè. Gì nữa? Chúc em ngủ ngon. Hy vọng bữa ăn thịnh soạn ngày hôm nay sẽ nhấn chìm những oán hận trong em. Và cũng hy vọng là anh đủ sức để nai lưng kiếm đủ tiền để dập tắt nỗi oán hận đó. Người đẹp của lòng anh. Alo, chị Cẩm Linh ạ. Vâng ạ, em chỉ ở đây một chút thôi à chị. Không, không có gì đâu, em muốn ở đây một mình thôi mà. Ai gọi điện cho chị vậy? Nhóm G7 á? Họ lẩn thần mất rồi. Không, chị đừng có lo gì cả. Vâng ạ. Vâng, chào chị. Hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. Vâng. Cuối cùng thì mình cũng đã trở về nhà. Trong căn hộ thật bừa bộn vì thiếu bàn tay phụ nữ. Nhưng nó thực sự thuộc về mình, nơi ở của mình, khoảng không gian riêng biệt của mình. Và hơn hết, đó là tự do tuyệt đối của mình. Tự do muôn năm. Đây là đêm tự do đầu tiên kể từ khi mình biết anh. Đêm đầu tiên An Đông được tự do làm những gì anh muốn. Đêm đầu tiên anh thoát khỏi sự kìm kẹp của Mai Lan. Mình hình dung ra cảnh anh trở về nhà, không có người đàn bà kia bên cạnh, không vội vã, không sợ hãi, khoan khoái thưởng thức vị ngọt ngào của tự do, sắp xếp lại cuộc sống của bản thân và lên kế hoạch cho tương lai. Không biết liệu có le lói hình bóng của mình trong suy nghĩ, tính toán và sự sắp đặt của anh không nhỉ? Không, có lẽ là không, không bao giờ. Mọi người, nếu như mà hôm nay sếp An Đông không tới công ty á, là đi theo con nhỏ đó qua Hồng Kông rồi phải không mọi người? Ê, ê mấy đứa, xe giống của Huyền Diệu quá vậy? Ủa xe để đây thì không lẽ về nhà bằng taxi sao? Ủa hả?
Hay là tối hôm qua nó ở lại công ty? Ê, coi chừng nó làm điều gì dại dột đó. Ui, chị đừng nói linh tinh. Em nghĩ là Huyền dậy tới sớm thôi. Không đâu, chắc hôm qua Huyền dậy đã trải qua một đêm rất là kinh khủng. Dừng lại. Đã nhân viên trong phòng kia kìa. Ừ, thì có sao đâu. Trời, tôi biết anh không sao. Nhưng mà tôi không có thích chúng nó nhìn thấy tôi với anh đi cùng với nhau. Ôi em ơi, đừng có quan tâm với ba cái chuyện vớ vẩn nó làm cái gì. Anh không quan tâm nhưng mà tôi quan tâm. Em không biết đâu rồi chúng nó sẽ bị nó đủ thứ chuyện hết. Rằng đây hôm qua tôi với anh đi cùng với nhau, rằng hai người ngủ chung với nhau. Và tôi không muốn có những cái chuyện lằng nhằng như thế. Ôi, mọi người ơi, ai lấp ló sau lưng xe Quỳ Diệu kìa. Chắc là mấy thằng nghiện nó ăn cắp đồ á. Đi đi đi, mới nghe. Chết rồi, không được rồi. Chết rồi. Sao? Họ đang đi tới đây đó. Anh tấp vào. Nè, lên chỗ đi. Chết. Chào tụi em. Ủa, anh Lâm. Ủa, sao anh ở đây? Trời ơi, đâu có gì đâu, cái xe anh có vấn đề chút xíu đó mà. Thôi tụi em lỡ, tụi em chạy xuống đây thôi, để tụi em phụ anh một tay cho. Thôi thôi, được rồi, không sao đâu, anh để đi xe được rồi. Cái gì vậy? Ủa, ai vậy ta? Tóc nói, cô làm gì đó, giờ có tóc nói. Chính xe hả? Chính xe cái gì? Ở đây hôm nay có biển cấm đứng ở đây hả? Mọi người đón xem chuyện gì đã xảy ra. Trời ơi, lạ nhiều chui chui rút rút trong đó vậy cô? Ra đây đứng tạo dáng như người mẫu nè. Nè, ai nói với các cô là tôi chui rút hả? Mà cái tại sao các cô nhiều chuyện quá vậy? Tôi đứng ở đây tại vì có chuyện riêng thôi. Thế thôi. Có chuyện với chiếc xe này và chủ của nó hả? Cô kia, cô đừng có nhiều chuyện nha. Cô đừng có mà ăn ốc đánh mòi nha. Tại vì đơn giản á là anh ta tới đón tôi đi làm vào buổi sáng này thế thôi. Đúng không anh? Đúng không? Đúng rồi, sự thật là sáng nay anh qua đón Phương Trinh. Cô đúng là dối trá chuyên nghiệp. Này cô kia, không lẽ một người đàn bà như tôi này không thể nào đi nhờ xe của một người đàn ông hả? Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà hai người ở chung nhà hả? Thôi được rồi, tụi em bình tĩnh đi. Tôi nói cho cô biết nha, cô đừng có nhiều chuyện nha. Sáng nay 6 giờ rưỡi tự động anh ta mò tới nhà để mà đón tôi đi làm. Tôi với anh ta không có liên quan cái gì hết. Bây giờ anh nói đi. Anh nói với họ là tối hôm qua anh làm gì, anh ở đâu hả? Đúng rồi, đó là sự thật đó. Mà tụi em cũng biết là nhà anh làm bánh đúng không? Đó thì anh phụ với má anh. Tối hôm qua tụi anh nhào bột nè, nặng bột nguyên đêm luôn. À vậy là tối hôm qua anh nhồi bột nguyên đêm, nhồi bột bánh bao phải không? Không có, nhà anh đâu có làm bánh bao. Chứ bánh gì? Bánh su kem. Su kem hả? Su kem kìa. Trời ơi là rơi. Sao mà cái số của tụi nó hết nạn thế này cơ chứ? Ủa sao bánh su kem mà sao ta cười dữ vậy? Mà thôi được anh... rồi, em bình tĩnh đi. Đâu có chuyện gì đâu. Mình đâu có lựa chọn nào khác đâu. Lựa chọn nào khác hả? Bây giờ anh còn muốn như thế nào nữa? Anh còn muốn lựa chọn như thế nào khác nữa hả? Được rồi, bây giờ cái quan trọng á là tụi mình nè, anh chưa vợ, em chưa chồng, đâu có xúc phạm gì đến ai đâu. Cứ rể mặt họ đi, họ muốn nghĩ sao họ nghĩ. Xúc phạm gì tới ai? Bây giờ anh còn muốn họ nghĩ cái gì nữa hả? Đó như là chuyện như thế này còn chưa đủ nữa hả? Thế bây giờ anh có đi cắt xe đi không? Hay là anh muốn đứng ở đây để mà anh khoe khoang, anh bịa đặt những cái chuyện mà tối ngày hôm qua không có? Trời ơi, cắt cái đó đi. Tôi điên lên bây giờ này. Thôi mấy đứa, chị thấy làm gì là hơi quá đáng đó nghe. Trời ơi, tự nhiên là xin dưới theo luật là vi phạm đời tư của người ta. Nè, con nhỏ tóc nối mà kiện là tất cả ra tòa hết trơn. Sao mà chị cứ phải lo hộ cho nó nhỉ? Thì bao lần em đi cùng anh Phê một chút thôi, nó cũng bù lu bù loa lên thì ai kiện tụng ở đâu. Nó gieo gió thì nó phải gặp bão thôi. Lần này nó mà có kiện ra tòa án tối cao á thì anh cũng phải cho nó sát ván. Đời tư của nó thối hoắc ra ấy, chả cần nói cả thiên hạ cũng ngửi rồi. Đúng rồi, cứ quen cái thói chế giễu người khác rồi coi thường người khác thì nó phải tự gánh lấy hậu quả chứ. Trời ơi, cái đó là lực nhân quả. Trời, nhớ cái kiểu lúc nãy á, nó sao cái xe Quỳ Diệu mắt tôi. Trời ơi, ngày thường đúng không, mình đi vô đi làm á hả, còn hơn là đi trên sàn cắt quốc nữa. Còn lúc nãy thì cứ chào tụi mình. Trời, sáng nay tụi mình được chứng kiến một màn hài kịch đắt giá nhất phải không? Vậy là hôm nay tụi mình có chuyện để táo hết cả ngày rồi. Đỡ phải lạc mồm lạc miệng. Nè, bây giờ nó đang bị knock out á, phải cho nó có thời gian để nó lấy lại sức, như vậy mới là quân tử chứ. Bây giờ vô phòng coi Quyền Diệu làm sao, đang yếu xìu ở trống rồi kìa. Mình vô tâm quá à, mãi nói chuyện con điên nó mà quên mất là người đi. Cần quan tâm nhất. Đi. Tối qua mình đã cố chợp mắt vài tiếng và sau đó thì trở lại văn phòng. Mình không thể tiếp tục sống như thế này được. Mình đã xác định rõ ràng mọi chuyện trước khi nhận lời quay trở lại SBBT.
mình đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến và chịu đựng sự tái hợp của anh và Mai Lan. Cho dù nó có thật khó khăn, nặng nề, đau khổ, nhưng mình đã sẵn sàng để đương đầu. Nhưng bây giờ chắc chắn một điều, mình sẽ khó mà bình tĩnh khi thấy An Đông bắt đầu cuộc sống mới với một người phụ nữ khác. Điều này không nằm trong sự chuẩn bị của mình. Mình đau đớn, khổ sở, chán nản vô cùng. Nếu đó là sự thật thì chắc mình phải đi khỏi đây thôi. Good morning. Chào mọi người. Chào em. Chào Diệu. Cậu thấy trong người em ấy nào rồi? Ủa, về nhà thay đồ rồi hả? Tưởng tối qua ở đây suốt đêm chứ. Có, về nhà nghỉ ngơi chứ. Sáng đến giải quyết một số việc đấy mà. Ủa, vậy tối hôm qua không có ngủ ghê vậy hả? Có chứ. Sao mọi người đừng có lo lắng như vậy, không có chuyện gì tệ hại xảy ra đâu. Mà này, đừng có gọi điện cho chị Cẩm Linh nữa nha. Chị ấy bận lắm, đừng làm phiền chị ấy, mất thời gian của chị ấy lắm. Mà em không phải là một cô bé nữa đâu, đâu có dễ làm những chuyện tệ hại hoặc là dại dột gì cả. Nè, tụi chị có chuyện muốn nói với em á. Nếu chuyện anh An Đông thì em không nghe đâu nha. Không phải chuyện anh An Đông, làm sao tụi chị biết là ảnh đang ở đâu, ở bên cạnh ai, đúng không? Hay là ảnh đang đi một cái nước nào khác, hay là đáp xuống sân bay Hồng Kông chẳng hạn. Nhưng mà không phải, hoàn toàn khác. Đằng này là chị thấy hai người tóc rồi mướt rượt à, đi với nhau. Em đoán coi ai? Là Ninh Lâm với lại con tóc nối đó. Thôi đi, kệ họ. Em đã nói với Ninh Lâm nhiều lần rồi mà cậu ấy không nghe em thì thôi, em không quan tâm nữa. Thôi mà đừng có vậy Huyền Diệu. Tụi mình biết là bạn không quan tâm đến chuyện của hai người đó. Nhưng mà cái con tóc nối đó, nó đã gây ra biết bao nhiêu là tội ác tày trời với tụi mình, đặc biệt là với bạn á. Cho nên là bây giờ tụi mình phải trừng phạt nó chứ. Trừng phạt sao? Tùng xẻo nó được không? Đúng, em yêu chị. Huyền Diệu à, cậu không phải làm gì hết đâu, để bọn tớ lo hết. Chỉ cần cậu coi như không có việc gì xảy ra và đừng có ngăn cản bọn này là được rồi. Bây giờ thì thôi nhé, bye bye. Đi ra chị. Giờ này anh ấy chưa tới nữa. Cô Tân Huyền Diệu, chắc cả đêm qua nó chẳng ngủ được chút nào. Nhìn mặt mày nó phờ phạc quá. Nhưng mình nghĩ là chắc Huyền Diệu không có thích cái chuyện mà tụi mình nói với chị Cẩm Linh gọi điện thoại đâu. Nó sợ làm phiền mọi người á. Tụi mình còn lạ gì cái tính nó nữa, lúc nào cũng chịu thiệt thòi về mình hết. Mà nè, nếu mà tụi mình muốn làm gì cho nó thì tụi mình tự làm đi, đừng có để cho nó quyết định hay là phải hứng chịu điều gì nữa. Nè, các con sầm xì cái gì vậy hả? Tôi nói cho các con biết, tôi không phải là cái loại đàn bà dễ dãi lên giường với cái thứ giống như Linh Lâm đó đâu nha. À, xin chào mọi người. Không biết anh có kịp nghe những lời vàng ngọc của cô Phương Trinh dành cho anh không nữa. À, khoan đã. Tụi em chờ chút. Anh muốn nói gì? Thật sự ra tụi anh không hề qua đêm với nhau. Anh chỉ đến đón Phương Trinh đi làm lúc 6 rưỡi sáng thôi. Mà tụi em cũng vừa nghe đó, Phương Trinh đâu có thèm ngủ với một người đàn ông như anh. Cho nên là tụi em nói như vậy á, sẽ làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của cổ, tội nghiệp cho cổ. Anh chẳng việc gì phải bắt chước cái trò lê lai cứu chúa đấy cả. Cô ta không đáng để anh hy sinh như vậy. Cô ta xấu xa thế nào bọn em biết hết rồi. Này, cô nói ai xấu xa hả? Dù tôi có xấu xa thì cũng còn tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn các cô. Cô tốt đẹp hơn tôi cả hàng trăm ngàn vạn á, ở chỗ nào thế? Bọn tôi chưa bao giờ biết một người có bạn gái rồi mà còn nhảy vào cưa cẩm nhá. Hơn nữa không phải vì tình yêu mà vì tiền để lợi dụng anh ta. Ai nói với cô là vì tiền hả? Tại sao cô biết là vì tiền? Thôi được rồi, mọi người đừng có cãi vỏ mồm với nhau nữa. Anh Ninh Lâm, tại sao anh phải bảo vệ che chở cho cô ta làm cái gì? Cái loại người như cô ta là cái loại người không biết phải trái đúng sai. Còn cô khỏi phải già mồm nữa. Cô thừa biết Ninh Lâm á là bạn trai của Huyền Diệu, vậy mà vẫn cố tìm cách giành giật anh ta cho bằng được. Rồi vừa mới lợi dụng anh ta xong á thì lại buông lời mạt sát coi thường, hèn. Cô vừa phải thôi, cô nói ai hèn vậy hả? Thôi được rồi, không có ai hèn hết. Ninh Lâm này mới hèn nè. Anh Ninh Lâm à, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Cô ta gieo gió thì phải gặp bão. Từ trước đến nay cô ta luôn tìm cách để chơi xấu bọn em. Ngày hôm nay em phải cho cô ta đo ván. Có giỏi thì sống chết với bọn này một phen. Cô giỏi có vào đây hả? Cô sợ cô hả? Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. À, chị Mai Lan. Chào mọi người.
À, chào chị Mai Lan. Rất vui khi thấy hôm nay cậu đi làm đúng giờ. Mình đang điên lên với lũ này đây này. Thì đúng lũ rồi đấy. Có tài xế riêng mà, tất nhiên việc đi làm sớm thì đâu khó. Tài xế riêng, đúng rồi, khỏi phải trả tiền công, chỉ cần trả bằng tinh thần và thể xác thôi. Như vậy á, vừa chẳng mất gì lại vừa được lợi cả đôi đường. Thôi, bây giờ ở đây có cái chuyện gì vậy? Ở đây có chuyện gì? Mọi người lại vừa cãi nhau tiếp à? Không, chị Mai Lan à, tụi em không hề cãi nhau, tụi em chỉ nói như vậy thôi. Ok, vậy thì các người vừa nói đến tài xế nào tôi không hiểu gì hết. Chị Mai Lan, đi vào văn phòng làm việc trước nha. Cậu quan tâm gì tới những cái chuyện đó hả? Tao là một cái lũ nhiều chuyện bịa đặt. Thôi lũ nào, bị lũ nào nhiều chuyện, lũ nào bịa đặt. Thôi, chấm dứt lại đi. Tại sao lúc nào tôi cũng như là bảo vệ của các cô vậy? Còn cậu, nhìn lại bản thân mình đi. Không có lửa thì làm sao có khói? Mai Lan ạ, cậu đừng có bỏ vào phòng bây giờ. Đợi một hồi mình nói với cậu thì cậu đã không tin. Ở đây là bốn mặt một lời này, lửa nào khói nào, không có lửa nào khói nào ở đây trơn á. Phải chăng là chỉ có cái đám mà gấp lửa bỏ tay người thôi. Cậu vào phòng đi, mình nói chuyện với cậu. Điên hết cả lên, từ sáng tới giờ đời này toàn là cái lũ nhiều chuyện từ đâu trên trời rơi xuống không à. Hai mươi mấy năm sống trên đời mà tôi chưa bao giờ thấy một con đàn bà nào mà nó khốn nạn mà nó đê tiện như con này á. Con này á, nó sẽ chẳng buông tha Ninh Lâm cho tới khi nào mà nó lấy được cái xe thì thôi. Nó còn dám nói mình là lũ nữa chứ. Hello, Diệu khỏe không? Tớ khỏe, còn cậu? Mình tạm khỏe. Mình đến đây coi Diệu có sao không? Hôm qua hình như có vấn đề đúng không? Có chuyện đúng không? Ừ, đại loại là thế đó. Còn cậu, tối qua làm sao? Mình hả? Ừ. Ta là sao? Cậu dẫn cô ta đi đâu? Dẫn ai? Đi đâu? Đừng có vờ vịt nữa. Tối hôm qua cậu đi với cô ta. Sáng hôm nay mọi người nhìn thấy hai người đi đến công ty. Có nghĩa là tối hôm qua cậu ở bên cô ta. Làm gì có chuyện đó, chuyện vậy mình cũng có thể nghĩ ra được. Tớ làm sao nghĩ ra được? Tớ hiểu cậu. Tớ hiểu cậu và cũng rất hiểu cô ta. Và tớ đã cảnh báo rồi mà cậu vẫn đặt chân vào cái trò chơi nguy hiểm đó. Dù biết rằng là mình sẽ nắm chắc phần thua. Cậu có biết rằng cái đích mà cô ta nhắm tới chỉ là chiếc xe đắt tiền và tất cả số tiền lương của cậu không vậy? Trời ơi, dì đừng có nói vậy mà Diệu. Hãy nghe tớ đi. Tớ biết là tớ không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu. Tiền của cậu, xe của cậu, cậu muốn tiêu gì và muốn cho ai, đó là quyền của cậu. Nhưng ít nhất tớ còn là bạn thân của cậu, là chị gái của cậu, là em gái của cậu. Này, tớ đâu cam tâm nhìn bạn thân của mình lao vào cảnh nguy hiểm và không can ngăn chứ. Cô ta sẽ phá nát và hủy hoại cuộc đời của cậu đấy. Trời ơi, dì đừng có nói như vậy, dì nghĩ sai về Phương Trinh rồi. Vậy hả? Cô ta trả di động cho cậu chưa? Cô chưa có tiền để trả tiền điện thoại. Thì cô ta có bao giờ có tiền đâu. Cậu nên nghĩ đến việc là cắt sớm cái sim đó đi. Không thôi là cậu không đủ tiền để trả thuê bao đâu đấy. Được rồi, mình kiếm được tiền mà. Tối qua có thiệt hại gì không vậy? Thiệt hại là thiệt hại cái gì? Cậu định giữ chân cô ta bằng cách nào? Cậu có đủ tiền không? Để cung phụng cho cô ta, để trang trải nợ nần cho cô ta, hoặc là thỏa mãn những chi tiêu như bà hoàng của cô ta. Hãy nghe tớ đi mà. Dì ơi, dì làm như là mình với Phương Trinh đang cặp bồ với nhau vậy đó. Vậy tối qua hai người làm cái gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Chuyện về mình cứ cũng nghĩ ra được hay thiệt á. Tôi cũng muốn điều đó lắm nhưng mà không có được. Nè, nhìn nè, trái tim tôi đang nhỏ máu. Trời ơi, tức ghê á. Mình đã nói với cậu rồi là mình không hề ngủ với anh ta. Đêm hôm qua không có chuyện gì hết mà nói hoài lấy giờ cậu không tin là sao vậy? Làm sao mà tớ không tin được. Mà cậu làm ơn đi, cậu đừng có nói với tớ bằng cái giọng trong sáng đấy. Cậu làm như tớ không biết cậu là ai. Trời ơi là trời, tôi tức quá mà tôi không nói được. Thì đúng là mình với anh ta có một lần, nhưng mà chỉ một lần đó thôi. Mà mình cũng đã giải thích với cậu từ hồi trước rồi là cái đó là một cái lần mà bị ngã lòng, bị siêu lòng, bị yếu lòng. Chứ thực sự là trong tâm mình cũng không có muốn. Cậu biết mà. Mà sau một lần đó là mình đã cảm thấy gớm ghét, đã cảm thấy ghê tởm, mình làm sao mình có thể làm được thêm một lần nữa. Vâng, vậy là đêm qua lại thêm một lần yếu lòng, siêu lòng, ngã lòng nữa chứ gì. Đi chơi với anh ta rồi qua đêm với anh ta, sao mà cậu yếu lòng thường xuyên thế? Trời ơi, tức quá à. Yếu lòng với lại cái gì. Thực sự là mình nói thật với cậu nhé, là hôm qua anh ta đưa mình về đi ăn đi uống rồi về nhà. Nhà ai người đó ở. Sáng nay tới đón mình đưa tới công ty thì cứ để cho anh ta đưa rước đi. Tại sao mà cứ phải chen chúc lên cái xe buýt hôi hám bẩn thỉu như thế để làm cái gì? Mình thề với cậu là đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra giữa mình và cả Đình Lâm hết trơn á.
Mình thề thề độc đấy. Có quỷ thần chứng giám hai vai này, thề độc đấy. Thôi, cậu chả cần phải thề thốt gì với tớ cả. Đó là chuyện riêng của cậu, tớ đâu có thích xía vào. Với lại cậu bây giờ cũng có còn là trẻ con nữa đâu. Cậu cũng đã đủ già rồi, đủ để biết mình phải làm gì rồi. Trời ơi trời, cái gì mà già? Mình vậy mà già hả? Mặt mình còn trẻ măng tơ thế này mà cậu nói mình già. Mình còn trẻ hơn cậu á, cậu già hơn mình thì có. Ừ phải. Ừ tớ già đấy. Vậy thì mặc xác cậu, mặc xác cuộc sống của cậu. Đừng có vào đây giải thích lôi thôi gì nữa, không cần phải thề thốt gì nữa. Mình đâu có ý định xúc phạm cậu đâu. Tự cậu nói mình già chứ không bộ. Trời ơi, xúc phạm đến sắc đẹp của người ta như vậy ai mà chịu nổi. Thôi thôi thôi, thôi. Mình không nói chuyện với cậu nữa đâu. Bây giờ mình đi đi, ở ngoài kia bao nhiêu việc phải làm này. Thực quá. Anh An Đông có ở ngoài kia không? Từ sáng giờ chưa thấy mặt mo của anh ta. Chắc là đêm hôm qua làm việc cực lực quá. Chắc là phải làm như là trâu cày cả nguyên đêm. Nên bữa nay bây giờ đang ngủ nướng. Bây giờ chắc còn đang nướng ở trên giường á. Em chào anh ạ. Tự của anh ngủ ngon chứ ạ? Ngon. Thức dậy thấy toàn thân còn nguyên. Không có gì bị xê dịch, hao mòn hay mất mát gì hết. Đầu vẫn còn trên cổ, chân tay còn cử động được. Có cần mô tả thêm chi tiết không tôi kể luôn cho. Dạ. Được rồi sếp, tụi em biết vậy là tụi em mừng cho sếp rồi ạ. Tôi cũng mừng. Anh ấy được thả sớm hơn là bọn mình tưởng đấy. Chắc cô nàng kia phải ra sân bay. Tôi thấy sếp có vẻ khó chịu á. Chắc là hôm qua bị bể mánh không làm ăn gì được. Dạ thưa sếp, nếu sếp có kế hoạch đi công tác ở nước ngoài á, thì tôi nghĩ là sếp cần phải có một cái người cận vệ, hoặc là một trợ lý, hay là hướng dẫn viên du lịch, thậm chí là một cố vấn về các lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như là văn hóa, phong tục tập quán, nói chung là mọi thứ mà cái người thích hợp nhất là tôi. Nhưng mà rất khó để xin được một suất nữa đi theo. Với lại đang thời kỳ khủng hoảng kinh tế, không dễ dàng tăng kinh phí trong chuyến đi nữa đâu. Tôi biết, nhưng mà bây giờ mình bỏ ra một ít tiền thôi. Vậy mà công ty mình hả, bảo quản được người nè, rồi chất lượng của công việc cũng được nâng cao. Tôi thấy cần chứ. Thôi được rồi, anh Phê ạ. Tôi cảm ơn lòng nhiệt tình của anh. Dạ, sếp đừng có lo. Bây giờ sếp cứ đi cái giới hạn thương gia. Còn tôi thì đi cái giới hạn bình thường cũng được. Còn cái chuyện khách sạn á, sếp cứ chọn một cho mình một cái phòng sang thì sang, của tổng thống ở cũng được. Còn tôi sẽ chọn cái hành lang. Mặc dù là ngoài trời này giá rồi tuyết rồi gì đó, tôi rất là thích tuyết. Nói chung là tôi bất chấp tất cả, miễn sao tôi thoát khỏi chỗ này để mà mở mang tầm nhìn. Ủa? Như vậy là anh muốn đi du lịch thông qua một chuyến đi công cán à? Sếp muốn nghĩ sao cũng được. Mà tôi thấy người ta cũng tổ chức tham quan học tập. Thật ra là đi du lịch. Một ý kiến hay đấy nhờ. Thôi được rồi, tôi sẽ thu xếp và nghiên cứu để cho anh đi tham quan, du học để mở rộng thêm về nghề văn thư của anh nhé. Thì tôi cũng muốn học tập một cách khiêm tốn vậy thôi. Nhưng mà anh cũng đừng quá hy vọng, bởi vì cái sự khiêm tốn của anh không hề rẻ đâu đấy. Anh này cô Sang, dạ. Thấy An Đông đâu không? Dạ, sếp tới rồi và đang trong văn phòng á. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Nếu sau khi ký hợp đồng thì bên anh sẽ được hưởng những ưu đãi về đại lý cấp 1. Dạ đúng rồi. Hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dạ, có gì anh gọi lại cho hay ha. Không không không. Nếu mà trong trường hợp xảy ra thì chúng ta sẽ sẵn sàng làm ngay. Được như vậy thì rất tốt. Dạ. Dạ. Trời ơi, ông Mạnh ông vừa mới vô trong phòng rồi. Dạ. Chắc chắn là hai người đó sẽ bàn chuyện tối hôm qua. Bằng mọi giá tụi mình phải biết được những cái thông tin đó đó. Mà mình phải biết được là ngày hôm qua giữa An Đông và cái cô Hồng Kông kia xảy ra chuyện gì, đúng không? Thì bây giờ ra đó nghe xem sao. Đi 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 đi. Xui rồi. Có con tóc nối ở đây nó sẽ bù lu bù la lên. Không được đâu. Phải tìm cách khác thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh đi nhìn mặt hai bay giống như là âm mưu gì vậy? Mafia hả? Bọn em có việc cho chị Thanh đây. Cái gì vậy? Cái gì? Anh An Đông và anh Mạnh đang nói chuyện trong văn phòng đấy. Tưởng cái gì? Hai ông đó lúc nào mà không to nhỏ với nhau. Hai cha nội đó hả? Tám còn hơn cả nhóm tụi mình nữa.
làm tao cục hứng quá. Chị này chị không biết gì hết. Hôm nay là chuyện rất đặc biệt. Tại vì á, hai người đó chắc chắn sẽ nói về cô Thư Kỳ, nói về chuyện giữa hai người đàn ông và đàn bà tối qua. Trời ơi, nghe tí phê quá. Mà không biết giờ sếp ăn đông cái mặt làm sao mà bự vậy không ta? Mặt không, thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra, mà chỉ có chị mới có tài trinh thám thôi. Đó, bây giờ chị sang cái cửa bên cạnh chị nghe đi. Tại vì cái cửa đằng trước có con tông nối nó án ngữ mất rồi. Vậy hả? Ừ. Mà tôi đi, tôi rình á, mấy người canh tôi nha, đừng cho ai thấy tôi nha. Chắc chắn rồi. Đi. Tại sao giờ này hàng vẫn chưa gửi đi? Đáng lẽ hôm nay nó phải cập cảng rồi chứ. Tôi sẽ xuống đó ngay. Xin chào các cô. Chào anh ạ. Anh cần gặp ai ạ? Cho tôi gặp cô Hiền Diệu. Dạ, anh cho biết quý danh để em báo với cô ấy ạ. Tôi là Michael Tiến. Ồ, vậy anh là anh Michael, bạn của Hiền Diệu ở Hội An đúng không ạ? Đúng, anh nghĩ thử còn gì nữa. Dạ, bọn em được xem hình của anh rồi. Này các cô, tiếp khách cái kiểu gì mà làm cho người ta sợ chết khiếp đấy à? Lịch sự tí đi. Cô im đi. Dạ, em sẽ báo với cô ấy ngay, anh chờ chút. Dạ. Dạ, tôi nghĩ 4 giờ là tiện nhất đó anh. Dạ, rồi gặp lại anh sau. Dạ, chào anh. Mạnh à, chúng ta có rất là nhiều đối tác muốn làm đại lý. Anh vẫn còn thời gian chăm sóc khách hàng á. Tôi tưởng Thư Kỳ đã ngốn hết thời gian và sức lực của anh rồi chứ. Rồi, tới nữa rồi đó. Nè, muốn tôi cắt lưỡi hay là bẻ răng hả? Thôi, hãy thú thật lòng mình đi. Anh đã bị sơ tái mất bộ phận nào trên cơ thể rồi. Nếu có thì tôi xin chúc mừng anh thôi chứ có gì đâu. Tôi thấy khó chịu rồi đó. Tôi thì khó chịu. Hôm nay tôi muốn biết là điều gì đã xảy ra với cái máy rán thơm phức đó. Vàng ươm, ngọt ngào và rất thơm. Cần tôi chắp tay tôi lại anh không vậy? Này, nhưng mà riêng cái việc mà anh dắt cô ta đi ngời ngời trong bữa tiệc cocktail lại còn đi trước mặt Mai Lan nữa. Riêng cái điều đó là tôi đã phong tặng cho anh danh hiệu anh hùng rồi đấy. Này, anh là người đàn ông tiên phong cho việc lấy lại chí khí nam nhi đấy. Tôi chia tay với Mai Lan rồi. Thế cơ à? Anh dám làm chuyện đấy cơ à? Sao? Chia tay tới giai đoạn nào? Sau khi Thư Kỳ bỏ về hay là Mai Lan lại tha thứ cho anh? Này anh Mạnh à, tới bây giờ tôi mới biết là tình bạn tôi với anh rất khăng khít mà cũng không đủ mức để tin cậy nữa phải không? Tôi nói thiệt, tôi với Mai Lan đã chia tay nhau rồi. Vì Thư Kỳ á? Biết nói sao để anh hiểu. Tôi cũng không phải là bụt, mà cô ấy cũng không phải là thánh. Đương nhiên gần nhau tụi tôi cũng có những cái tình cảm với nhau. Tôi cũng có thể là mất ngủ khi nghĩ về cô ấy. Nhưng mà tóm lại là tôi không muốn để xảy ra bất cứ một sai lầm nào nữa hết. Giữa chúng tôi không có chuyện gì hết. Ý anh là sao? Không có chuyện gì xảy ra là sao? Những lời nói ngọt ngào, những ánh mắt âu yếm, sự thân thiện, sự gần gũi, những ly champagne rồi cuộc đưa tiễn. Và sau khi bước ra khỏi phòng họp thì tôi thấy mắt anh rạng ngời hạnh phúc. Và khi đứng bên cạnh hai người tôi có cảm giác giống như hai đống rơm ấy đang cháy phừng 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 và muốn thiêu rụi tất cả những thứ xung quanh mình. Hay là anh muốn cô ta thử việc thêm một thời gian nữa? Thời gian và sự thử thách thì làm cho tình yêu nó bùng cháy lên cái gì? Hay là anh muốn một mình tự leo đỉnh Olympia để chinh phục nữ thần ở trên đó? Anh lầm rồi. Chúng tôi chẳng còn có một cơ hội nào để gặp gỡ nhau nữa hết. Sáng nay cô ấy đã lên sân bay về nước rồi. Cái gì? Cô đi về chứ? Ê này này này. Này này, có chuyện gì vậy? Cô ta từ chối anh à? Không phải cô ta từ chối mà là tôi từ chối. Ôi, thôi 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 thôi. Lại giở cái giọng bác Phi ra đây với tôi nữa. Cô tôi từ chối. Này nói thật đi. Thôi được, tin hay không là tùy anh. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Đêm hôm qua tôi đưa cô ấy về và chỉ như vậy thôi. Chúng tôi đã cố gắng cầm lòng lại để không xảy ra một chuyện gì hết. Tóm lại là không có cái gì hết. Ê này này này. Anh đừng nói chuyện đó với tôi nhé. Anh có biết là anh đang gần với một cái sự đó rất là chuẩn mực không? 90, 60, 90. Đẹp như thế mà không làm cái gì mà để cho cô ta sống mất á. À, về chỗ đi, anh đứng đây nữa. Tôi bẻ cổ anh từ trước đang sao giờ. Ê này 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 này. Hình như anh đang bị mắc một cái con virus nữa sao? Đó là virus điên, anh có biết không?
Anh có biết anh làm như thế là xúc phạm cô ấy và xúc phạm đến cánh đàn ông của chúng ta không? Đúng. Thì sao? Thì sao? Anh không muốn cô ấy thì anh cứ ôm khư khư trong mình làm gì? Mà tại sao anh không nhường cho tôi, anh không giới thiệu cho tôi? Cứ ôm trong mình làm gì? Bởi đơn giản là cô ấy không để dành cho anh. Anh không phải là bạn tốt vô điều kiện của tôi rồi. Bạn bè phải giúp đỡ nhau lúc như thế chứ. Cô ấy đẹp như thế cơ mà. Chị ơi. Ủa chị Thanh, chị có thấy nữ giám đốc Quyền Diệu đâu không? Dạ không ạ. À. Bây giờ vậy, chị đi tìm cổ giùm tôi đi. Thầy có người cần gặp cổ gấp á. Dạ. Anh có muốn ăn uống gì không? Ăn uống? À không. À, vậy xin phép anh nha. À. Chị thấy là Quyền Diệu đi xuống với xưởng sản xuất á. Chịu chắc không? Chắc 200% luôn. Sao? Chuyện gì xảy ra với Quyền Diệu? Quyền Diệu có khách đến tìm á, nhưng mà không hiểu cô ấy đi đâu. Ai? Ai vậy? Anh đó đó. Hân hạnh được biết anh. Chào cô. Dạ. Thấy bà, cả cái tầng dưới không ai thấy Quyền Diệu đâu hết á. Thì tụi em cũng đâu có thấy Quyền Diệu đi ngang qua đâu. Nhưng mà chị Sâm nói là có thấy Quyền Diệu xuống xưởng sản xuất rồi. Ảnh hả? Trời ơi, mới nhìn là tôi nhận ra ngay mà. Có tin gì về Huyền Diệu không các cô? Anh muốn tìm Huyền Diệu gấp hả? Để tụi tôi đi kiếm cho nha. Anh cứ ngồi đây chờ một chút đi, bọn em đi kiếm ngay. Chào anh, em là Phương Trinh, thư ký của giám đốc bán hàng. Rất vui được biết anh. Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Michael Tiến. Dạ, thế mấy cô nhân viên văn phòng đã mời anh uống nước chưa? Hay là em có thể giúp được gì cho anh không ạ? Không, không sao, tôi ngồi đi chờ một tí được rồi. Anh đang chờ Huyền Diệu ạ? Ừ. Xin lỗi cho em hỏi, đó là việc của công ty hay việc tư vậy? Vì nếu là việc của công ty thì em có thể giúp được anh. Không, tôi là bạn của Huyền Diệu, ghé đến thăm cô thôi. À, vậy à? Phải chăng anh là một Việt Kiều? Các chị có thấy anh ấy đẹp kinh khủng không? Trời ơi, chị biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh đó các em bị đứng hình luôn. Sao mà người đâu mà dễ thương giống như là hả diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Em mới là em tưởng là hả Win Bin hay là Giang Đông Gun gì đó. Còn tôi nha, tôi nhìn thấy trai là tôi mê à. Trời ơi, đẹp tuyệt là đẹp. Mà tôi nhìn đó tôi tưởng tượng giống tôi đang bị mộng du vậy đó. Rồi tôi tự nhéo tôi cái tự nhiên tôi biết tôi đang tỉnh. Trời ơi, tôi mà lấy được ông chồng vậy nha, tôi đẻ xả láng luôn, tôi quất nguyên một đội banh luôn. Không cần biết là có phụ tôi nuôi con hay không, không quan trọng. Trời ơi, không mà công nhận chàng này cao to, đẹp trai. Chắc là tại Quyền Diệu khóc nhiều quá cho nên là ông Bụt gửi xuống cho Quyền Diệu anh chàng về đúng không? Nè, người, trời ơi, bàn tán nhiều trai phải không? Rầm rộ thế sợ, khen ai mà đẹp dữ vậy trời. Hả? À, khen ai mà giống như Kim Trọng tái thế vậy. Nhưng mà tôi biết cái gu của nhóm G7 rồi. Thấy đàn ông là mê chết mệt. Mà mấy người tả thì hơi lố phải không? Thì từ ta từng năm thôi mà tả tới 10 đúng không? Đâu mà, chị phải nhìn thấy anh ấy thì chị mới biết là bọn em nói đúng hay sai chứ. Đẹp cỡ như Brad Pitt đi. Trời ơi. Ai? Cái anh chàng Việt Kiều mà chụp hình chung với Quyền Diệu đó. Vậy hả? Ừ, ảnh tới công ty này là ảnh tìm Quyền Diệu. Mà nãy giờ không thấy Quyền Diệu đâu hết á. Không biết bà trốn đi đâu kỹ dữ vậy. Quyền Diệu đi khỏi phòng thiết kế lâu rồi mà đi bằng cửa sau. Ê, nói nghe mấy đứa, nói nghe nè. Thấy Quyền Diệu buồn rầu tội nghiệp ghê mà biết sao giúp đỡ nó giờ. Ê, nếu mà đi bằng cửa sau á là chắc xuống tầng hầm. Em nghĩ là chắc Huyền Diệu đi đường tắt để xuống dưới xưởng sản xuất á. Sao mình không thử gọi điện xuống đó xem sao? Ê, Di Kiều đâu? À, ảnh á, đang ở ngoài hành lang á chị. Trời ơi hả, mắt á thì một mí nha, mũi thì kéo thì là cao, y chang nhà Hàn Quốc. Chị biết không, đẹp còn hơn là sếp An Đông của mình, nó rất là trẻ trung phong độ. Mà đã vậy hả, nói chuyện dễ thương cực kỳ. Kiếm Huyền Diệu đi kìa. Alo, cho tôi hỏi thăm là có Huyền Diệu dưới đó không? Tôi gặp Thư Kỳ ở Hồng Kông và chúng tôi đã trở nên những người bạn. Tụi tôi cũng khá hiểu với nhau. Thư Kỳ là một cô gái nhạy cảm nhưng rất dễ cảm thông với người khác. Không biết rồi đó, tôi qua Hồng Kông với một cái tâm trạng rất chán chường.
Nhưng mà chính vì thái độ của Thư Kỳ luôn luôn gần gũi và động viên làm cho tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái. Cho nên tôi có kể cho cô ấy nghe về chuyện của tôi với Mai Lan. Và cô ấy cũng biết được kế hoạch cho tôi về nước như thế nào. Nói tóm lại là Thư Kỳ là một người con gái rất đặc biệt. Vậy anh có tâm sự chuyện của anh và Huyền Diệu không? Tôi có nói với cô ấy về Huyền Diệu, nhưng không phải với tư cách là tôi với một người đàn bà. Tôi chỉ nói là Huyền Diệu là một người nữ tổng giám đốc rất tài ba. Đơn giản là vì tôi không muốn nói cho cô ấy về Huyền Diệu, cũng như là với bất cứ một người phụ nữ nào khác. Tối hôm qua thì tôi có nói với Thư Kỳ là tôi đã yêu một người đàn bà. Anh xứng đáng là một hiệp sĩ đấy. Nhưng mà thái độ và tình cảm anh không thể bào chữa cho thái độ với Thư Kỳ được. Mà này, tại sao anh lại để sổng cô ấy một cái bánh rán béo ngậy như thế? Trời ơi, tôi nói mà anh không hiểu hả? Chúng tôi đã là bạn bè với nhau sao quan hệ được? Ôi giời ơi, thôi cha nội ơi, anh đừng có dở giọng thanh cao đến với tôi nữa. Nhân danh tình bạn có nghĩa là cái gì? Anh không để ý ánh mắt của cô ấy à? Một ánh mắt nhìn rất là đắm đuối, ánh mắt sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả. Anh đừng quên tôn chỉ của Rock 3, để phụ nữ cô đơn là đàn ông có tội lớn, không lên thiên đàng được đâu. Này này, ông Mạnh. Thôi, tôi biết bây giờ anh đang hành động giống như một hiệp sĩ thời lãng mạn ấy. Mà cho phép tôi nói thẳng sự thật nha. Từ khi anh rời bỏ Huyền Diệu đến giờ, anh không còn muốn gần gũi về quan hệ với bất cứ một người đàn bà nào nữa. Cho đến khi một cái bánh rán nó béo, nó thơm như thế mà anh cũng bỏ để sổng mất. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một là anh là thánh, còn hai là anh là quỷ. Thôi, đừng nhìn tôi mà ánh mắt nó đắm đuối như thế. Tôi không hiểu là ánh mắt của anh nhìn có ý nghĩa gì, nhưng mà nó làm tôi lo đấy. Đừng lại gần tôi nhá, không chơi trò này đâu. Như tôi đang cố gắng, tôi nói chuyện hết sức nghiêm túc mà như anh vẫn ngoan cố hay sao á. Mà tôi đoán không chừng như anh mất luôn cái khả năng nghiêm túc rồi thì phải. Ông lớn lên giùm tôi, cái ông trưởng thành giùm tôi đi. Con nít hoài ai mà chịu nổi. Ok, thì bây giờ cứ để mọi chuyện nó trôi theo việc tự nhiên đi nhá. Nhưng mà tôi chỉ năn nỉ anh một điều thôi, đừng có kể chuyện này ra với ai khác, tôi xấu hổ cái đàn ông lắm đấy. Thôi được rồi, cảm ơn. Này, cho hỏi thêm một câu nữa thôi. Anh định hét toáng lên cho mọi người biết là anh yêu Huyền Diệu đúng không? Nhưng mà xin phép cô ấy chưa? Cẩn thận là không còn răng một húp cháo đâu ấy nhé. Anh lầm rồi. Tôi đã hứa với Huyền Diệu là không bao giờ tôi làm phiền cô ấy. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Vâng, anh định giữ đúng lời hứa cho đến khi một anh chàng nào đến rước Huyền Diệu gì? Mà này, tôi nói thật cho anh biết nhé. Huyền Diệu dạo trông hơi bị nét đấy nhá. Ngon, bây giờ sao? Chức vị có, lương bổng có, quyền lực thì lủng lẳng quanh mình, mà càng ngày cô ấy càng hội tụ đầy đủ một yếu tố để trở thành người đàn bà mà bất cứ người đàn ông nào cũng thèm muốn. Thông minh, có giọng nói ấm áp, dịu dàng và một nụ hôn nồng ấm. Và không có gì khó hiểu khi anh đam mê cô ấy đến như thế. Mà này, anh còn nhớ mà cái bộ đồ khi cô ấy mặc ra mắt bộ sưu tập không? Mày nhìn thấy ở dưới, trời ơi, mấy thằng kia nó nhìn, trời ơi, đẹp ngất ngây. Ngồi đi, mày nói kiểu đó tôi cũng thích. Bình tĩnh như nào, anh làm cái gì thế? Đơn giản là tôi không có thích anh nói gì còn dịu cái kiểu đó. Mà tôi không thể hiểu anh được đấy nhá. Một người rất thích là giắc thính mà rốt cuộc là chẳng chịu giật câu gì cả. Là sao? Nè, có mắc mớ gì tới Huyền Diệu mà sao anh cứ đề cập tới chuyện Huyền Diệu vậy? Có vấn đề gì không? Cho tôi hỏi anh đúng một câu cuối cùng này nữa thôi nhá. Mà từ nãy giờ tôi tự hỏi mình là không biết anh định làm gì với cô ấy. Anh định để cho một gã đàn ông tự do nào đấy đến rước cô ấy đi à? Tôi đâu có nói với anh là tôi để Huyền Diệu một mình. Tôi biết tôi muốn quay lại với cô ấy, nhưng thời gian này là không thể. Tôi phải cần cho cô ấy thấy rằng là tôi đã thay đổi. Cần cho cô ấy thấy rằng là tôi yêu cô ấy như thế nào. Phải chứng minh được cái điều đó. Tôi biết đây là một cái điều hết sức khó khăn, nhưng tôi phải làm. Mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Ông cũng biết rồi đó, trái tim Huyền Diệu bây giờ như vẫn còn đang rỉ máu, vẫn còn rất căm hận tôi. Cho nên không có cách nào khác là tôi phải thay đổi, mà cho cô ấy thấy rằng là tôi cũng đã thay đổi. Tôi biết đó là một làm hết sức khó khăn, cần thời gian rất là dài, nhưng tôi sẵn sàng, tôi chờ đợi. Nhưng mà anh đừng có tra tấn theo tôi theo cái kiểu mà có một cái người nào đó tới mang quái đi. Bởi vì Huyền Diệu không cần thêm một cái người nào ấy bước vô đời quái nữa hết, không cần. Anh có chắc không? Đương nhiên, nếu có ai đó thì tôi biết rồi. Tốt, coi như đây làm tin tốt lành nhất trong ngày ấy. Tôi muốn nói thêm với anh thêm điều nữa được không? Ok, xin mời. Ủa vậy hả? À, vậy anh sống ở tiểu bang nào ở Mỹ ạ? Tôi ở Cali. Cali? Em cũng có thời gian từng sống bên đó. Hồi đó làm việc ở bên đấy cũng bận rộn.
Mà bây giờ về Việt Nam rồi, muốn đi qua bên đó chơi lại thì cũng không có thời gian. Vậy là hồi đó cô cũng làm việc ở đó? Dạ vâng, cũng một thời gian tương đối dài anh ạ. Vậy chắc là tiếng Anh của cô rất là khá đúng không? Cũng tạm tạm thôi. Nhưng tại bây giờ về Việt Nam thì cũng ít sử dụng tiếng Anh, nên đôi khi cũng quên một số. Đó, giống như hôm vừa rồi á, em gặp lại mấy người bạn em thì họ là gốc Mỹ mà. Cũng gặp lại nói chuyện nhưng mà không nói được nhiều lắm nên cũng hơi ngại. Oh, xin lỗi anh, em có điện thoại. Alo, Phương Trinh nghe. À cậu à. Ừ, bình tĩnh Mai Lan. Mình sẽ vào phòng cậu ngay. Ừ, thế nhá. Ừ. Anh ngồi đi chơi nhá. Bây giờ em phải đi họp một tí. Đấy, công ty này lúc nào cũng vậy. Thiếu em một cái là mọi người cứ loạn hết cả lên. Thế anh đợi nha, em sẽ quay lại ngay. Ngồi chơi ạ. Ủa, ai vậy? Không biết. Hay là đối tác nào đấy? Xin chào. Xin chào. Tôi là An Đông, còn đây là anh Mạnh. Dạ, xin chào anh. Xin chào, tôi là Michael Tiến. Có phải là anh tới bàn về vấn đề nhượng quyền các chủ cửa hàng bán lẻ không ạ? Sang nhượng quyền chủ cửa hàng bán lẻ? Ồ không. Chị xin lỗi. Sáng giờ tôi cũng đợi một vài đối tác để bàn chuyện này, tôi tưởng là anh. Tôi có giúp được gì anh không? Tôi đến để kiếm cô Huyền Diệu. Tìm cô Huyền Diệu? Vâng. Nhưng mà hình như là cô ta đi ra ngoài rồi, không có ở đây. Nếu vì công việc thì tôi với anh Mạnh có thể giúp anh được. Ồ không, tôi là bạn của cô ấy đến thăm thôi. Anh là bạn? Anh Michael. Ôi chào các cô. Anh biết bọn em tìm anh Huyền Diệu ở đâu không? Tí sẽ tận xưởng sản xuất á. Ồ, cô có biết tôi ở đây không? À, tụi em vẫn còn đang giấu Huyền Diệu để cho bạn ấy bất ngờ mà. anh đi thì em dẫn anh xuống đó, chứ anh không biết đường xuống đó đâu. Ok, xin chào ha. Chào. Chị thấy anh dễ thương không? Chứ không thôi là chị nói tụi em nói quá. Đúng rồi, anh này hấp dẫn mà đẹp trai ghê. Huyền Diệu gặp chắc té xỉu luôn quá. Có đem thuốc trợ tim không chị? Nãy giờ không chịu ai làm hồi sức cấp cứu cho tôi hết trơn. Trời ơi, tôi ép tim thở đâu có nổi đâu. Từ khi tôi nhìn thấy mặt ảnh chị. Em á hả, bây giờ em chỉ ước á em được là Huyền Diệu thôi. Và em cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu, dẫu luôn là có nhau. Tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào, thì yêu thế nào, thì yêu làm sao, làm sao. Giống như là hai vì sao đến đêm cũng sáng thôi, có bao giờ xa được nhau vẫn không gần sát đâu. Tôi và em kết đôi bạn thân, bạn thân thế thôi, bạn thân thế thôi, người thân thế thôi, người thân thế thôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười, bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần, em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi, bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười, bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần, em và tôi thành đôi bạn thân.